xin chào quý cô bác anh chị và các bạn đã đến với kênh Đi Coi Hồ. Thì ngày hôm nay chúng ta sẽ đi tiếp cái đường Lý Thường Kiệt. Lý Thường Kiệt nằm bên phía quận 10 nha cô quý cô bác anh chị. Thì nó cách Lý Thường Kiệt thì nó sẽ cắt ra đoạn ngã tư, một bên là người và một bên là quận Tân Bình. Thì hôm nay chúng ta sẽ đi tiến quận 10. Quận 10 này chúng ta sẽ đi về Nguyễn Chí Thanh, hỏi cô chú anh chị. Nguyễn Chí Thanh chúng ta sẽ đi Lý Thường Kiệt về Nguyễn Chí Thanh bên phía quận 10. Bên tay trái màn ảnh là quận 10, còn bên tay phải màn ảnh của quý vị là quận 5. Sài Gòn này cũng đã được nước ngoài mua lại. Hình như là Thái Lan không biết phải không cô chú anh chị. Cái bia Sài Gòn này đã được nước ngoài người ta mua lại rồi.
nhạy cảm với lại là nhiều người những nhiều ta hành nghề cái ngành cái ngành dành cho những mấy ông già mấy ông lớn tuổi mấy ông phụ nào độc thân như mình gọi đây là độc thân như cái đường đó thì nổi tiếng là đường Nguyễn Chí Thanh là nổi tiếng là những người làm trong làm ngành thì hoạt động 24/24 ở tuyến đường đó thì chủ yếu là phục vụ những các bô lão lớn tuổi rồi em xin kết thúc video này xin quý cô bác anh chị và các bạn ủng hộ kênh nhớ đăng ký like chia sẻ. Bye bye, tạm biệt cả nhà, chúc cả nhà nhiều sức khỏe và bình an. Bye bye.